Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố trên cả nước thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm với loạt 14 sản phẩm mỹ phẩm do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nguyễn Hoàng Na, địa chỉ số 2 79B Mậu Thân, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ sản xuất, đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Cụ thể, Cục Quản lý Dược cho biết Tháng 10 năm 2022, đã kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại Nguyễn Hằng Na, trụ sở tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Kết quả phát hiện, công ty không đáp ứng các điều kiện về nhân sự, nhà xưởng sản xuất, hệ thống quản lý chất lượng theo quy định. Sau đợt kiểm tra này, vào tháng 11 năm 2022, Sở Y tế Cần Thơ đã ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm đã cấp cho công ty. Tiếp đó, Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 14 sản phẩm mỹ phẩm do công ty Nguyễn Hoàng Na sản xuất, đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Theo đó, 14 sản phẩm mỹ phẩm của công ty này bị thu hồi, đình chỉ lưu hành bao gồm kem tắm trắng, dung dịch rửa tay khô, kem làm trắng, sữa rửa mặt, serum Agnes nhãn hiệu HTGO, kem dưỡng trắng da toàn thân Pure Beauty, kem chống nắng, serum chấm mụn, kem nám, kem trắng da nhãn hiệu Linh Chi Vàng. Năm trong số 14 sản phẩm đã được cấp phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm từ năm 2019. Một số sản phẩm mới được cấp phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm năm 2020, số còn lại công bố vào năm 2022.